Sư cho con hỏi, lúc nhỏ con có chơi trác một người mà lớn lên con mới biết việc đó rất là sai, là ác nghiệp. Con cũng gặp mặt và xin lỗi. Nhưng người đó bây giờ như một đứa trẻ 5-6 tuổi do bị vấn đề về thần kinh. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao, mong sư giúp con. Thì nghiệp mình đã tạo thì mình hưởng. Tức là mình cần phải xác định một chuyện là bây giờ cái nghiệp mình làm đó là mình sẽ nhận lãnh hậu quả khi mà nó xảy ra. Còn nó muốn cho nó nhẹ nhàng hơn á thì mình có thể là mình làm các điều phước thiện để mình bù vào. Mà phước thiện tốt nhất á là phước thiện đến với đối tượng. Ví dụ như cái người này đó, bây giờ họ như đứa trẻ mà 5-6 tuổi, mình cần làm phước thiện làm sao? Mình nuôi họ, mình hỗ trợ, mình chăm sóc, mình lo lắng tất cả các vấn đề. Thì cái nghiệp của mình á, nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Sư đang suy nghĩ á, là cái hiểu của người thế gian á, nó không có giống cái hiểu của người ở trong đạo. Cái hiểu của người thế gian á, đó là giống như vậy nè. Cái người đó đó, họ bây giờ thí dụ bây giờ tôi tông họ, tôi gây tai nạn giao thông, rồi sau đó là tôi bị truy tố. Thì tôi bị truy tố rồi thì đừng có nghĩ tới cái chuyện mà tôi phải bồi thường thiệt hại, tôi phải chăm lo cho họ. Đừng có nghĩ tại sao? Tại vì tôi đã phải chịu án rồi. Nhưng mà họ không có biết một chuyện á, là nếu như mà họ không có bồi thường thiệt hại á, thì thứ nhất là họ sẽ không có được giảm án. Cái thứ hai á, là họ sẽ không có được xóa án tích. Và như vậy á, thì so ra đó, cái chuyện mình đền bù á, ngó vậy mà nó hơn. Cũng vậy á, khi mà mình nghĩ cái chuyện là bây giờ tôi lỡ tôi làm hại người ta rồi, cái nghiệp tôi phải trả rồi, thì đừng có nói cái chuyện mà tôi phải tới tôi xin lỗi, rồi tôi phải nuôi, rồi tôi chăm sóc họ. Đó là suy nghĩ rất là thiển cận. Tại vì á, cái nghiệp mà mình tạo nó cho quả rất là lớn, đôi khi mình không có lường được. Chứ còn nếu như mà mình lường trước hậu quả thì chắc chắn một là mình không làm, hai là mình sẽ tìm mọi cách mình đền bù cho nó càng nhiều càng tốt, để sau này cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.